Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam số 11 ngày 24/4/2004 quyết định về việc tổ chức giải sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Việt Nam tại nhà sáng tác Tam Đảo tháng 5/2004. Căn cứ vào quyết định số 47 ngày 16/4/2004 của Trung tâm Hội Nhạc sáng tác Văn nghệ thuật của Văn hóa Thể thao và Du lịch về giải sáng tác, căn cứ kế hoạch phối hợp tổ chức giữa Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn hóa Nghệ thuật của Văn hóa Thể thao Du lịch theo đề nghị của Tránh Văn phòng của Nhạc sĩ Việt Nam. Quyết định điều 1 mở trại sáng tác gồm có 15 nhạc sĩ của Nhạc sĩ Việt Nam tại nhà sáng tác Tam Đảo, khu 1 thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tổ chức trại sáng tác từ ngày 15/5 hôm nay cho đến ngày 23. Trong kế hoạch chúng ta là đến ngày 24, nhưng mà do cái điều kiện công việc hai nhân chúng ta cũng cần triển khai một số nội dung, chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 24/5. Điều hai, các nhạc sĩ thực hiện theo đúng quy định của nhà sáng tác, đảm bảo thời gian và báo cáo kết quả sáng tác khi kết thúc trại. Kinh phí tổ chức trại theo kế hoạch phối hợp giữa nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Điều 4, Tránh Văn phòng của nhạc sĩ Việt Nam, các phòng ban trưởng ban và các nhạc sĩ có tên từ điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ đã ký nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh. Và tôi chúng xin thông báo danh sách và cũng là giới thiệu các nhạc sĩ chúng ta giải sáng tác này để chúng ta cũng có những lần gặp nhau rồi, nhưng cũng có lần là chúng ta cũng đều đi lần đầu. Thứ nhất là nhạc sĩ Lê Xuân Thủy, là chi hội trưởng chi hội của Vĩnh Phúc. Thứ hai là nhạc sĩ Bạch Sĩ Phan Đình Mánh, là chi hội Bắc Giang. Thứ ba là nhạc sĩ Kim Xuân Hùng, là thuộc chi hội Lào Cai. Anh ruột cũng là nhạc sĩ Kim Xuân Hiếu, hiện nay là nghệ sĩ ưu tú phó giám đốc là nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Thứ tư là nhạc sĩ Nguyễn Minh Quý, thuộc chi hội Sơn La. Tiếp theo là nhạc sĩ Quang Anh Tuấn, là thuộc chi hội Bắc Cạn, là đoàn nhạc sĩ Bắc Cạn. Tiếp theo là nhạc sĩ Phạm Thanh Sơn, là thuộc đoàn nhạc sĩ Điện Biên. Ở Điện Biên với lại Bắc Cạn thì chúng ta cũng phải có liên quan một lát, cho nên là chúng ta sẽ cố gắng thành lập chi hội. Tiếp theo là nhạc sĩ Trần Quang Thủy, là thuộc đoàn nhạc sĩ Tỉnh Tuyên Quang. Anh Thủy hiện nay là đang có trọng trách mà chúng ta cũng đang có sáng tác của người Tuyên Quang, nhưng mà ông nội chúng tôi cũng có bàn với Tuyên Quang là sẽ phải giao cho Quang Thủy để là phối hợp cùng với lại phòng công tác ủy viên cho anh Dương, để chúng ta sẽ tiến tới thành lập cái chi hội Tuyên Quang. Nhưng Tuyên Quang là trung tâm, các anh đủ điều kiện rồi, thế thì chúng ta cũng... Nhạc sĩ Lê Mạnh Tuấn, là chi hội Thanh Hóa. Xin chào. Nhạc sĩ Hoàng Nhật Dương, chi hội Hà Tĩnh. Nhạc sĩ Nguyễn Chí Nghĩa, người trẻ nhất giải quân đội. Trước đây là đang là đại tá, cũng chơi mà trước đây chủ nhiệm khoa dân tộc ở miền núi của trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Con trai của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, tình yêu của chúng ta. Tiếp theo là nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh ở Hà Nội. Mới nhạc tiếp theo là nhạc sĩ Hồ Đức Tuấn ở Từ Liêm, Hà Nội. Tiếp theo là nhạc sĩ Lê Thống Nhất, nhạc sĩ trẻ nhất được mấy tháng được mấy tháng tuổi. Tôi sinh năm 1955 thôi. Tham dự thế và nhà sáng tác
tâm của Bộ Văn hóa chính là đảm bảo an ninh cho chúng ta ở đây. Thế mà chúng ta sẽ tiến hành trong quá trình chạy sáng tác chúng ta thì cũng anh Lê Xuân Thủy chúng ta có kết nối, đang có những bước đi tham quan. Thế và chắc chúng ta thì sẽ kết thúc ngày 23 tháng 5, thì cái thời gian mà tức là thứ năm tuần sau thì chúng ta sau khi sáng tác xong thì có cái công đoàn chúng ta sẽ làm được cái báo cáo của các đoàn. Xin chào các nhạc sĩ và chúc các nhạc sĩ dồi dào sức.